Vâng, chúng ta đã đứng trước cổng của gia đình anh Nguyễn Duy Hồng ở thôn Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Và tôi là người viết mẫu câu đối, sau đó là anh thuê thợ để làm câu đối từ ngoài cổng cho đến trong nhà. Đây là toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Chúng ta sẽ đọc từng đôi câu đối một, nhưng chúng ta trước hết là chúng ta đi xung quanh khuôn viên ngôi nhà. Đây là một công trình to lớn của gia đình. Anh Nguyễn Duy Hồng là con trưởng, ông bố cũng là con trưởng, cho nên là anh là cháu đích tôn, và làm ngôi nhà cổ để thờ cúng tổ tiên họ Nguyễn Duy. Giữa cái mảnh đất làng nghề và thương nghiệp La Phù mà có một cái khuôn viên rộng như này, đó là một điều rất quý và hiếm. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ gặp chủ nhà. Vâng, đây chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những tác phẩm câu đối của Hoành Phi. Đây là bàn thờ gia tiên họ Nguyễn Duy ở thôn Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trên cùng là bức khai tất tiên, tên là Có Thịnh Vượng là do ban đầu, có thành công là do từ trước, có hoa nở là do cây từ ngày xưa. Đây là truyền thống đạo lý của người Việt Nam. Ba chữ là khai tất tiên, chữ này tôi viết mẫu của anh Nguyễn Duy Hồng, anh nhờ thợ của Xuân Đồng nên để điêu khắc. Và đây bức thứ hai ở phía ngoài lớn hơn là Quang Tiền Thùy Hậu, vế đối thứ nhất của đôi câu đối. Phía trong cùng là Thượng Bất Phụ Tiên Tổ Di Lưu Chi Khánh. Nghĩa là nhìn lên trên là không phụ ân đức của tổ tiên để lại, là hạ túc vi hậu nhân chiêm
ngưỡng, chi, tiêu. Nghĩa của nó là đối với đời sau thì phải đủ làm điều gì tốt đẹp cho con cháu noi theo, đồng thời cũng phải làm những điều tốt đẹp để che chở, dìu dắt thế hệ tiếp theo. Đây là vế phải của đôi câu đối ngoài. Tiên tổ tài bồi, lịch đại lưu truyền, nhân tác bản. Vâng, đây là đôi câu đối gọi là đồng trụ ở phía bên ngoài trong khuôn viên sân của nhà cổ của anh Nguyễn Duy Hồng. Thì những cái bức này là tôi rất mộng anh Hồng, anh cũng thuê thợ đắp và làm bằng kim băng và đó là khắc chữ. Cái điều đặc biệt là giữa chữ tôi viết bằng giấy với chữ hoàn thành trên cột xi măng này là không những không lệch mà còn đẹp hơn, bởi vì nó có chiều sâu hơn. Và bây giờ tôi sẽ đọc từng đôi câu đối một cho mọi người tham khảo. Vâng, đây là cát tinh cao chiếu bình an trạch phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài. Đây là đôi câu đối phía ngoài đầu hồi. Tân ốc tạo tự thiên ban hỷ mãn thất hòa mục bách sự hưng. Vâng, tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn là ngôi nhà cổ thờ gia tiên của gia đình anh Nguyễn Duy Hồng ở xóm Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tôi là người viết mẫu chữ, còn gia đình là người thuê thợ để làm trên các chất liệu gỗ, đồng và xi măng. Tôi cũng rất vui là gia đình đã làm tác phẩm nghệ thuật mà tôi là người phác thảo làm mẫu và anh làm không những đẹp mà còn đẹp hơn. Đây cũng là một cái video để trao đổi với quý vị, nếu như là ai đang quyết định làm nhà hoặc làm nhà rồi mà chưa có ảnh phi câu đối thì chúng ta có thể tham khảo để tạo ra những cái bức ảnh phi câu đối vừa đẹp chữ hay nghĩa để phù hợp với nội dung của từng gia đình, phù hợp với hoàn cảnh và trên những cái chất liệu vừa bền vừa đẹp mà giá cả cũng phù hợp. Vâng, rất cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị và các bạn vào các video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Ao tên ao là gì? Ao Trường Tràng An, Trường Can. Thưa quý vị, là tôi đang đứng ở cạnh bên bờ của ao Trường Can,
thuộc thôn La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức. Không gian đây là đang bây giờ là 12 giờ hơn buổi trưa, mùa hè rất nắng nóng, và giữa một làng nghề buôn bán kinh doanh sầm uất và nhộn nhịp chật chội như là La Phù, nó có một không gian như này thì đó là một điều rất quý và hiếm. Để chúng ta tới qua xung quanh nhà. Thank you.